Dạ. Rồi, chào các bạn. Bây giờ cũng vẫn là sau Tết ha. Và sau khi mình review hai chiếc tai nghe Razer Black Shark V2, V2X thì bây giờ mình sẽ tiếp tục review hai món còn lại đến từ Razer. Đó chính là chiếc mic Razer Siren Mini và chuột Razer Viper Ultimate. Mình đang cầm trên tay đây. Bây giờ mình sẽ lắp lại cái mic cho các bạn xem ha. Thì việc lắp cũng thực sự là dễ thôi. Bạn chỉ cần ống này bạn lắp vào trong cái này. Đó, bạn lắp xuống cái đế. Đó là xong. Thì ngay khi lắp vào, mình chê luôn điểm đầu tiên của chiếc Razer Siren Mini này, đó chính là độ nghiêng của nó rất là ít ha các bạn. Mình nhìn nè, độ nghiêng của nó chỉ có nhiêu đây thôi. Thì ví dụ như các bạn stream đi, các bạn sẽ đặt bàn phím mình trước mặt chuột mình này, thì bắt buộc cái mic đó, nó sẽ phải nằm trên đây, thì nó sẽ không có gần cái miệng như lắm. Khi bạn ngồi thì nó sẽ thấp hơn khi mà mình đứng như thế này, cho nên nó sẽ cao hơn một tí so với những gì mà nó nên nằm. Thì mình nghĩ là Razer nên điều chỉnh cho cái chân này có thể nghiêng xa hơn một xíu, ví dụ như cỡ này nè, nghĩ như thế này là ổn hơn. Đây là sợi dây của mic Siren Mini. Các bạn lắp vào, nó sẽ có một cái khớp hình tam giác này, bạn chuột lên là xong, đó nó sẽ thành một cái hình kín như thế này. Nhưng mà theo mình thấy á, là mình hơi khó gắn một tí. Lần này mình gắn là do mình cũng quen rồi, nhưng mà mấy lần trước mình gắn vô thì nó sẽ hơi khó gắn một chút. Nhưng mà đa số các bạn mua về thì các bạn gắn một lần rồi thôi, chứ cũng không có ai tháo ra tháo vô nhiều lần. Trọng lượng thì cũng khá là nhẹ thôi. Về chất âm á, thì mình sẽ thử một cái đoạn quay những cái góc của chiếc mic này và nói cho các bạn nghe. Thì nhưng mà khi mà mình thử chơi game á, và nói chuyện với bạn bè mình bằng chiếc mic này á, thì bạn bè mình nói á, là cái giọng của mình á, khi mà thu qua chiếc mic này so với một chiếc mic khác mà mình dùng tại nhà á, thì giọng nó sẽ hơi bị trầm hơn, và nó cảm giác á, là nghe nó gần hơn, nó gần gũi hơn á. Mình cũng không biết tại như thế nào, nhưng mà lát các bạn cứ nghe thử xem. Mình sẽ thử so sánh với cái mic mà mình đang sử dụng ở đây với lại cái mic Siren Mini này, để xem coi các bạn có thể nhận ra sự khác biệt với cái sự gần gũi đó hay không ha. Ok anh em, bây giờ mình đang cắm chiếc microphone Razer Siren Mini vào và test âm thanh. Mình đang để miệng mình cách khoảng 30cm và phòng đang khá lồn nào ha, để mình xem coi là khả năng cách âm từ xa của nó ra sao, cũng như là cái profile của nó như thế nào. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đến với chú chuột Viper Ultimate. Thì trước đây á, mình có xài qua Razer Viper. Viper là mẫu giá rẻ, giá bán ở Việt Nam theo mình nhớ là khoảng tầm 1.6 đến 1.8 gì đó. Thì đó là mẫu có dây. Còn Viper Ultimate á, là mẫu không dây của dòng Viper. Thì chúng ta sẽ có chuột không dây. Dưới đây chúng ta sẽ có một cái nắp nhựa. Các bạn mở ra á, thì ở trong nó sẽ có cái receiver. Đây, receiver nó có ghi 2.4G đây, chịu dụng sóng 2.4G. Và có chiếc Razer phía trên. Hết rồi, để có thể giữ ở đây. Sau đó chúng ta sẽ có cái nút gạt bật tắt, mình sẽ bật lên cho các bạn coi. Sẽ có một cái led ở đây để thể hiện là nó đã lên rồi ha. Và đây, logo Razer của chúng ta đây, nó sẽ sáng lên. Sau đó các bạn cắm vào, đóng cái nắp này lại là xong rồi. Còn sợi dây này á, là dùng để cắm vào cái đế sạc. Thì cái đế sạc á, ở phía dưới nó sẽ có một cái viền led nè các bạn. Thì cái viền led ở đây nè, nó sẽ là led RGB. RGB analog thôi, nó chỉ có vài màu khác thôi. Nhưng mà các bạn có thể điều chỉnh để cái led này sáng tùy theo ý thích, màu gì cũng được. Và nó sẽ sáng lên á, thì theo mặc định Razer sẽ set là màu đỏ, sẽ sáng lên khi mà các bạn lắp chuột vào và chuột chưa đầy pin. Và khi nào mà chuột đầy pin rồi á, thì cả cái hình logo trên con chuột lẫn cái viền này á, sẽ sáng lên màu xanh lá, là sẽ là đầy pin rồi. Còn chưa đầy pin thì nó sẽ sáng màu đỏ hết. Về khả năng gác chuột lên cái đế này á, thì mình thật sự là mình thử khoảng tầm 5 lần thì chắc được 2 lần. Đây, mình quen rồi thì bắt đầu mình đã gác được rồi. Còn trước đó thì mình gác hay bị hụt lắm, do hai cái chân sạc á, nó sẽ có khả năng thụt xuống được, nên các bạn trượt xuống rất là dễ. Và có nam châm để hít lại, nhưng mà cái lực nam châm không mạnh cho lắm. Đó, các bạn có thể tập một thời gian ngắn là các bạn có thể quen. Đó, mình vừa trượt hụt phát. Rồi, thì đế sạc cũng không có gì nhiều. Các bạn cắm đế sạc vào trong máy á, thì phần mềm mà Razer Synapse sẽ nhận luôn cái đế sạc này riêng và chuột riêng ha các bạn. Rồi, về khả năng chơi game á, của Razer Viper Ultimate, thì đầu tiên là về trọng lượng rất là nhẹ các bạn. Một chuột không dây là gồm cả pin nha, nhưng mà trọng lượng chỉ có 74g thôi, rất là nhẹ, cầm rất là nhẹ.
Thì khi mà nhẹ như vậy á, các bạn chơi những game FPS á thì các bạn sẽ phẩy chuột nhanh hơn rất nhiều ha, so với những chú chuột nặng như là Logitech G502 hay G903. Thì nhưng mà đổi lại á, do là thiết kế Viper Ultimate khá là thấp, các bạn có thể nhìn thấy ha, chuột Viper Ultimate thiết kế khá là thấp, cho nên khi mà các bạn chơi những cái game dạng như là ví dụ như mobile đi, ví dụ như bạn chơi Liên Minh hoặc là bạn chơi Dota 2 á, thì các bạn cầm chuột không, các bạn đưa hết hành trình bàn đó nhấc lại như thế này. Mình đối với mình á thì mình cầm như thế này ha, mình cầm dạng claw grip thì nó sẽ bị quá thấp rồi, thấy không, mình sẽ nhét nguyên ngón tay mình qua đây được luôn, cho nên khi mà mình chơi rất nhanh á, với tốc độ rất nhanh thì mình cầm sẽ bị mỏi tay. Mình không biết là các bạn cầm palm grip á thì các bạn cầm như thế nào, nhưng mình cầm claw grip thì mình sẽ thấy mỏi tay, do mình cầm claw grip quen rồi, do mình cầm Logitech G502 là thứ nhất. Thứ hai á là khi mà các bạn lắp cái receiver này ở quá xa, thì đối với mình không biết xa là mức nào nha, nhưng mà mình ở nhà á thì mình đặt máy tính của mình trên cái bàn mét 2, thì máy tính mình đặt sát bên đây, mình cắm receiver sát ở cái viền bàn mét 2 và chuột mình nằm sát vào viền bàn còn lại, thì khi mà mình chơi game á, mình gặp vấn đề là nó sẽ bị delay, nó bị chậm, đầu lâu bị khựng. Thì khi mà mình đổi thử á cái receiver này về cái mặt trước của case mà mình cắm gần hơn với chuột á thì lại không bị nữa, hoàn toàn không bị gặp vấn đề gì luôn, và thậm chí là mình có thể chơi mượt mà thoải mái và tốc độ phản hồi cực kỳ nhanh, gần như là các bạn không thể cảm nhận được sự khác biệt giữa có dây và không dây luôn. Thì theo như mình nghĩ á là do cái receiver này á cũng như là con chip wireless trên chiếc Raptor Viper Ultimate này nó được tinh chỉnh á, không phải là để thu tầm xa các bạn ạ, nó tinh chỉnh là để tối ưu cái độ trễ. Thì các bạn không nên để cái receiver này quá xa, các bạn nên để receiver gần thì nó sẽ giúp cái tốc độ phản hồi á, cái độ trễ nó sẽ thấp nhất ở mức thấp nhất có thể, là các bạn có thể chơi game gần như là không phải lo lắng về vấn đề gì về vấn đề thu nhận cả. Và phần tiếp theo á là dung lượng pin. Thì như Razer công bố á là nếu như các bạn chơi ở mức độ gọi là 10 tiếng một ngày thì các bạn có thể chơi được tổng cộng là 70 tiếng, nghĩa là chơi được full một tuần luôn, và kết quả test của mình là đúng như thế. Thì các bạn có thể chơi một ngày khoảng tầm 8-9 tiếng đến 90 tiếng á, thì nó sẽ tiêu thụ khoảng 89% pin một ngày, thì các bạn sạc đầy 100%, các bạn sẽ chơi đảm bảo chơi được một tuần. Ngoài ra Razer Viper Ultimate còn sử dụng suất cơ quan mới từ Razer, mang lại độ phản hồi cực nhanh chỉ 0.2 mili giây, cùng với độ bền cực cao do chỉ sử dụng tiếp xúc quang học chứ không sử dụng tiếp xúc cơ như những suất truyền thống. Rồi tiếp theo á là về cái chất liệu nhựa làm cho con chuột Viper Ultimate này. Chất liệu nhựa nhám này á, mình thấy đây là một điểm cộng rất là lớn so với những mẫu chuột Razer cũ. Kể cả mẫu Razer Viper thường có dây lẫn Viper Ultimate đều sử dụng loại nhựa nhám này. Thì cái chất liệu nhựa nhám này nó sẽ giúp cho nó là chất liệu nhựa luôn hả các bạn, cho nên nó sẽ không có bị tróc và phai màu, hay là nó bám mồ hôi, hay là nó bị bóng ra khi mà các bạn sử dụng thời gian dài. Như những cái mẫu mà sử dụng cái loại nhựa nhám hay kiểu nhám cao su hồi xưa á, mình cũng không biết chất liệu nhựa đó là gì nữa, nhưng mà những cái chất liệu nhựa cũ đó các bạn cầm lâu á nó sẽ bị bóng ra, những cái chỗ mà bạn chạm hai ngón tay nhiều á nó sẽ bị bóng ra. Thì đối với Viper, dòng Viper thì nó sẽ không bị. Mình có một anh bạn xài con này cũng được một năm rưỡi rồi, thì hiện tại con chuột của con mới tinh, không có bị bóng nhảy ra những cái chỗ mà hay cầm nhiều quá các bạn. Thì cái chất liệu nhựa này mình thấy là một điểm cộng. Còn lại ở trên này gần như không có cái nút thêm nào các bạn, không có cái nút chỉnh DPI nhanh ở đây, mà cái nút nó nằm dưới này, bạn thấy không, nút nó nằm ở dưới này ngay phía trên cái công tắc bật tắt, bạn bấm nó sẽ đổi màu cái đèn phía trên. Và bên này có hai nút macro để các bạn có thể tinh chỉnh thêm gì đó vào hai cái nút macro này, và đây là nút forward backward như bình thường. Thì đối với mình thì nút forward backward này mình cũng gần như không bao giờ sử dụng, lâu lâu thôi. Còn hai cái nút macro bên này thì mình thấy là hơi khó bấm ha các bạn, hai cái ngón tay này của mình thật sự là rất là khó bấm hai nút bên này. Nhưng mà bù lại thì thiết kế này là thiết kế dành cho người thuận cả hai tay, nghĩa là bạn cầm tay trái hay tay phải gì cũng được, các bạn thuận tay phải thì bạn cầm bình thường, còn thuận tay trái thì bạn chỉ cần cầm qua bên này như thế này thôi, rồi bạn vào trong phần mềm Razer Synapse các bạn chỉnh ngược lại cho hai nút backward forward á nó sang bên đây là xong. Đó thì đó là một điểm cộng dành cho những người thuận tay trái. Rồi các bạn có câu hỏi gì thêm về chiếc Razer Viper Ultimate cũng như là chiếc mic Razer Siren Mini này, các bạn cứ comment ở bên dưới nha, mình sẽ trả lời cho các bạn những cái mà mình đã trải nghiệm qua. Rồi hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo.